Bất chấp đại dịch, nhiều người sùng đạo Hindu ở miền Bắc Ấn Độ đã đắm mình trên sông Hằng vào dịp lễ Basan Panchami hay lễ hội mùa xuân. Lễ hội Basan Panchami đánh dấu sự bắt đầu của mùa xuân ở Ấn Độ. Lễ hội tôn vinh nữ thần Saraswati là thần tri thức và thông thái trong đạo Hindu. Nhân dịp này, những người sùng đạo ở các thành phố phía Bắc như Haridwar, Varanasi đã tập trung bên bờ sông Hằng linh thiêng để đắm mình vào làn nước sông ngay từ sớm, trong khi nhiều người gửi đi những lời cầu nguyện tại thành phố Kolkata ở phía đông. Do đại dịch, năm nay, số lượng người tập trung bên bờ sông Hằng ít hơn mọi năm. Ngoài nghi lễ tắm bên sông thiêng, những người sùng đạo mặc quần áo màu vàng vào ngày này và họ chuẩn bị nhiều loại đồ ngọt có hương vị nghệ Tây.